cái loại nào? Đây. Hai cái dây này. Nó chưa phải đắt nhất nhưng mà nó dễ chịu nhất. Có thể dùng được dễ. Nam nữ đều xài cái này. Không, hai cái này là cho nữ. Còn cái ở chai này là cho nam. Đấy, cái loại này bao nhiêu? 6.815.000. Sao mình không bán bằng đô cho nó hoành tráng rồi này bán bằng. Nhiều người Việt thì dùng tiền Việt. Nhưng mà nó là cái hãng gì? Và nước nào sản xuất chính xác? Pháp sản xuất. Anh biết là cái rượu Hennessy không? Biết. Đấy, hãng rượu đấy nó sản xuất ra cái nước ngoài này. Chai này tên nó là cái gì? Kỳ đó ăn Vôi Lời Voi Cao Trơ Avec Hoa. Tức là nó dịch ra là hãy ngủ với em đêm nay. À, kinh nhỉ. Còn lại thường nhất ở đây thì bao nhiêu? Thường à? Ừ. Thường thì đây là có là thường nhất là đang giảm giá. Còn 250.000 thường nhất. Là rẻ nhất này. Ừ, rẻ nhất. Cũng có hộp sạc đầy đủ. Có hộp đầy đủ. Ơi, hoành tráng nhỉ. Đây cứ mua 10 nọ đấy xong rồi chơi gặp mất em, món tặng nhà mất em nọ rồi. Các em thấy nó rẻ quá. Nên sợ nó có biết hàng cháu. Nói chung là mua tặng em là phải mua cái loại 6.8 triệu. Vâng, 6.8 triệu. Ờ, thì nó mới đẳng cấp. Đúng rồi, bắt đầu từ đấy rồi đấy. Đúng rồi. Đây, cái chỗ đắt với lại. À không, anh tưởng là cái chai to là nó đắt tiền chứ không phải chai to là đắt à? Nó có những chai 30ml mà 4.5 triệu là bình thường. À đây à? Vâng, nó chai 30ml hơn gần 1 triệu cũng có. Ở đây thường khách nước ngoài hay mua nhiều em? Nước ngoài có mua nhiều. Nước ngoài có đi du lịch xong người ta đi bộ nhiều ấy. Thế cái chai mà em bảo anh 6.8 này, anh ấy là cái chai anh của em này là nó có thêm cái hộp. Bên ngoài được nữa là món rắn luôn. Anh uống với em đêm nay? Vâng. Đúng dịch cho tới Việt Nam ấy. Dịch cho tới Việt Nam rồi đấy. 100%. 100%. Cũng hay nhỉ. Tức là thường thường người ta hay mua thì phụ nữ hay mua thì cái loại nào em? Phụ nữ hay mua mà tức là dòng đắt hay là dòng... Thì thường thường em hay bán được ấy. Vâng, em bán được, hay em bán được Chanel này. Đâu những dòng nào? Mà... Ví dụ như này nào? Đây, tức là cái dòng cái này em hay bán được. Nhiều. Đây hả? Dạ. Hoặc là cái chai như thế này. Cái này em bán được nhiều. Đây hả? Cái này cũng sexy luôn, limited luôn. Chỉ sản xuất cho Giáng sinh. Trong cái hộp tiết. Cái loại thì bao nhiêu tiền? 2.990.000. Đây, vừa em nói con rắn này đấy gì? Cái này khác nhỉ? Cái đấy là cái rắn thì là nó là cái để trưng bày thôi anh. Là cái trưng bày thôi mà. Nhưng mà tại sao nó là biểu tượng con rắn là sao? Nó mạnh như rắn là sao? Nó quyến rũ. Nó kiểu quyến rũ. Quyến rũ, đây, cái này cũng hay lắm này. 2.550.000. Có cái loại thuốc nào mà nước hoa nào thơm mà xịt cái yêu này không? Xịt cái yêu này. Dành cho nam hay nữ này? Hả? Dành cho nam hay nữ? Nam hay nữ thì cũng vậy thôi. Mà xịt cái yêu ngay. Yêu ngay. Ừ, đúng không? Yêu ngay nếu mà nam cũng mùi tiền. À, đây. Nữ tình yêu. Còn này hay đấy. Vâng, cái này hay anh. Cái này, nhưng mà cái này nó là chỉ có cái này thôi. Cái này là của em để trưng bày. Biết rồi. Vâng. Mùi này hay này. Đây, như cái loại này là bao nhiêu? 2.550.000. Tên nó là cái gì? Paco Puig S. Puig S. Cái này thì không dịch trực tiếp Việt Nam. Không, nó là cái kiểu là biểu tượng của nó rồi. Nó không phải là theo dịch của nó. Có những hãng nước hoa là tên là để dịch mình dịch ra. Kính thưa cái loại. Ở đây nó tất cả mình có lại mấy nước tất cả. Dạ. Tất cả có bao nhiêu nước vậy? Nhiều lắm. Từ Anh, Pháp, Mỹ rồi. Australia, Tây Ban Nha, nhiều nước làm Ý nữa. Kính thưa cái kiểu đúng không? Các kiểu luôn. Ở đây địa chỉ của mình là bao nhiêu rồi nhỉ? 33 Nguyễn Văn Tám. 33 Nguyễn Văn Tám, quận 1 đúng không? Ôi em thì cũng ở Bắc rồi nhỉ? Em làm được không?